đẹp đấy. Nè bà cầm bà quay, muốn quay gì bà quay. Tâm hết chưa, cầm với con nào đâu. Thì muốn quay dơ cao, quay thì phải dơ cao lên mới thấy được. Rồi đi đi đi, giờ đi vừa quay. Chụp cái cảnh nó đẹp lắm mà, vô ngồi chỗ chỗ đó đó. Chụp với con. Nó quay con này nè. Lạc đà rồi. Nè. Mình chụp theo. Theo chỗ đó ngồi không? Ok. Vô ngồi đang chụp cho. Có gì đâu trời. Vô ngồi đi. Con chụp điện thoại con cho. Vô ngồi đi. Gỡ khẩu trang ra. Nhét khẩu trang vô túi đi. Nhét khẩu trang vô túi đừng cho nó lòi cái khẩu trang ra. Ở cho hay vô đi. Đứng đi, đứng khép cái giò lại xíu. Hai cái mũi giò thì vậy nè. Đúng rồi. Xích lên xíu cho nó nắng, xích lên. Rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi bạn ngồi đi. Có nhà chim, người vô nhà chim không? Đi này. Đi đi, để mày cầm đây luôn nha. Xích qua đây ngồi ngay giữa. Đúng rồi. Thẳng lưng lên. Giữ nguyên nha. Được rồi. Đứng ngoài này nè, ba ngắm cảnh đi, đứng ngắm cảnh đi, chụp trên xuống. Nè, thấy núi đồi nữa không? Ba đứng giữa hai cái chùm này nè. Đứng giữa hai chùm. Xích qua. Cái mũi giò luôn luôn vậy nè. Đừng có bẹt kìa. Viên lạc đà đi. Lạc đà có người chụp à. Ngồi ghế này đẹp nè ba. Ngồi ghế không? Nè, cầm cái này đi quay đi. Giờ mình đi lên đi qua bên đó. Tạm dừng hả? Tạm dừng hả? Tạm dừng rồi. Nè. Ê, đứng ngay chỗ này được nè ba. Ngay chỗ đó thấy nguyên cái cảnh cái đồi phía sau đẹp lắm á. Ồ, hồi mình trượt cái đó xuống á. Mình chơi cái đó đi. Xếp hàng chơi bên đây nè. Đừng có mà. Sao chụp
quay qua đây, quay qua đây. Ba ba, ba ba. Ba, đứng lên xích xuống. Trên đây nè. Rồi, rồi, rồi. Quay lại đi. Chuẩn bị nha.